được bắt đầu. Và trong hiệp 1 thì Viettel trong trang phục màu trắng sẽ ở phần sân bên phía tay trái mảnh nhỏ của quý vị và các bạn. Cũng đang thi đấu trong đội hình 4-7 quốc gia. Rất nguy hiểm, không vào. Đó là một cú treo bóng cực kỳ nguy hiểm của Quốc Trung. Và đã có sự xâm nhập của Trọng Tuấn. Quốc Trung. Đến thời điểm hiện tại thì Văn Biển đang làm rất tốt công việc của mình khi dẫn dắt U17 vượt qua vòng loại. Rất nguy hiểm. Pha bóng lúng túng. Và đây là pha xử lý khá tệ của thủ môn Lương Anh Chiến. Rất ấn tượng. Đó là pha xử lý của Nguyễn Trọng Sơn. Hướng đến việc sẽ quyết tâm đi đến trận đấu cuối cùng và lên ngôi vô địch với một đội hình được đánh giá là đồng đều. Ban luyện U17 Viettel đang đường chuyên hỏng của Trần Tiến Đạt. Trọng Tuấn. Nguy hiểm, không vào. Đó là một tình huống suýt nữa thì phản lưới nhà của Trần Tiến Đạt. Phút thi đấu thứ 19. Và chúng ta hãy cùng xem lại tình huống phối hợp tấn công của các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An. Nguyễn Hoàng Nam. Công phương. Lê Đình Hoàng Vũ. Côi không vào. Lần này người đã bỏ lỡ cơ hội là Trọng Tuấn. Mọi thứ đều rất hoàn hảo, rất mềm mại, rất tinh tế. Nhưng pha dứt điểm thì lại chưa đủ khó để có thể chiến thắng được cả thủ môn Lương Anh Chiến. Không việt vị. Công Vương hơi dài, bên trong có người không? Vẫn là Công Vương! Không được. Bóng rất thoáng. Côi! Không được. Đẩy lửa giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel. Chúng ta cùng xem lại tình huống băng lên của Trọng Tuấn. Công Phương. Cú đá thẳng. 1-0. 1-0 cho Viettel. Tình huống dứt điểm trúng đích đầu tiên, cơ hội đầu tiên, và đó là bàn thắng. Quy luật nghiệt ngã của bóng đá đã đến với các cầu thủ trẻ U17 trong trận đấu bán kết 1. Người Phương và tình huống băng lên bật cao, đánh đầu lái bóng rất hay của trung vệ Đặng Thanh Bình. Đặng Thanh Bình có cái tên gần giống với Nguyễn Thanh Bình, trung vệ của đội 1 Viettel, tuyển thủ quốc gia. Đã có một tình huống dâng cao để tham gia không chiến tuyệt vời. Cú đánh đầu rất kỹ thuật. Công Hậu. Vẫn là Công Hậu. Rất tự tin. Công Hậu. Vẫn là Công Hậu dứt điểm. Đó là một pha dứt điểm ở một tư thế khó của Hoàng Công Hậu. Có bàn thắng mở tỷ số thì tinh thần của các cầu thủ U17 Viettel đang lên rất cao. Họ sẵn sàng dâng cao và tổ chức pressing, quay ép các cầu thủ Sông Lam Nghệ An ngay ở phần sân của Sông Lam Nghệ An. Không có lỗi việt vị. Hoàng Công Hậu. Công Hậu không vào. Pha xử lý thực sự là quá non của Công Hậu. Và ngay sau đó là một tình huống xử lý có phần chủ quan của Quốc Trung. Công Hậu có đầy đủ không gian, thời gian ngắm nghía, nhưng rồi với những lần chạm bóng thiếu tinh tế thì Hậu đã tự đánh mất đi cơ hội của mình. Chúng ta cùng xem lại đường truyền rất kỹ thuật của đồng đội. Công Hậu đã không di chuyển ngay nhịp một, chờ lại. Sau đó thì hai nhịp đi bóng quá dài. Hoàng Khanh. Vẫn là Hoàng Khanh, rất tự tin, dứt điểm. Cú đá hơi nhẹ, và xử lý hay của Hoàng Khanh. Trọng Tuấn. Đường truyền hay, kịp không? Và băng ra chính xác của thủ môn Lương Anh Chiến. Băng ra cực kỳ nhanh và chính xác. Đều là những cầu thủ sinh năm 2007. Long Vũ. Vẫn là Long Vũ. Căng ngang. Không vào. Rất tiếc cho cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An. Đây có thể nói là cơ hội rõ ràng nhất của họ từ đầu trận đấu.
nó đến từ nỗ lực của Lê Đình Long Vũ. Đây mới là điều mà chúng ta chờ đợi ở Long Vũ. Những tình huống đột phá, những pha tăng tốc sộc thẳng vào khu vực cấm địa của đối thủ và tạo ra sự đột biến, cơ hội để có thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Long Vũ đang triệt để khai thác. Rồi, Trọng Tuấn dứt điểm không vào. Bóng rung lưới U17 Viettel nhưng lại rung ở bên phía ngoài. Cú tấn công rất hay của Long Vũ, pha xử lý bình tĩnh của Trọng Tuấn. Cú nhả bóng vừa tầm, chỉ cần một cú miết lòng kỹ thuật đưa trái bóng ngược chiều về phía góc xa thôi là lưới của U17 Viettel sẽ rung lên. Nhưng Trọng Sơn lại dứt điểm, chọn dứt điểm ở góc gần và bóng đi ra ngoài. Nguy hiểm. Đó là cú đá chất lượng đến từ các cầu thủ U17 Viettel và pha xử lý an toàn của Trương Gia Huy. Tiền vệ năm nay mới có 16 tuổi, có cái chân trái rất khéo léo và lối chơi tự tin. Và chạm vào những khiếu may mắn của Đinh Văn Bắc, bóng đã chạm đầu Đinh Văn Bắc nhưng bóng lại không đi vào phía khung thành mà rơi ngay trước mặt thủ môn Lưu Anh Chiến. Ban huấn luyện U17 Viettel gọi trọng tài để xin thay người. Trọng tài Văn Thức đã không phát hiện ra đối mặt. Rất tiếc là tình huống ghi bóng cuối cùng lại quá dài, đó vẫn là pha xử lý đáng tiếc của Trọng Sơn. Lương Anh Chiến băng ra thì sau đó sẽ là tình huống dứt điểm. Vừa rồi thì Thanh Bình ghi bàn, còn bây giờ là Quốc Trung chuyền bóng cho ai? Nguy hiểm. Penalty cho các cầu thủ U17 Sông Lam Nghệ An. Tình huống khá bất ngờ. Trọng Sơn và Lương Anh Chiến không vào. Một ngày thi đấu có thể nói là quá đen đủi của Trọng Sơn. Trọng Sơn đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội nhưng bán luyện vẫn quyết định anh là người thực hiện cú đá 11m. Xem lại pha bóng này. Trọng Sơn dứt điểm khó nhưng điều quan trọng là Lương Anh Chiến đã bắt đúng bài và có một cú đổ người tuyệt vời. Cái gì có thể để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Tình huống đánh đầu rất khó chịu của Phan Văn Thành nhưng tiếc là bóng đi hơi cao. Phan Văn Thành cú đá theo kiểu knackball cực kỳ khó chịu. Và thủ môn Lương Anh Chiến đang có dấu hiệu bị chấn thương chiến thuật. Công Phương vẫn đang băng lên, chuyền bóng đi. Công Âu, Công Phương rất nhiều cơ hội để có thể kết thúc trận đấu với tỷ số 2-0 nhưng các cầu thủ U17 Viettel đã bỏ lỡ. Một tình huống xử lý quyết đoán của Công Hậu nhưng nó cũng chưa thực sự hợp lý. Phút bù giờ thứ 7 rồi và đúng lúc này thì trọng tài Hà Văn Thức đã nổi còi kết thúc trận đối đầu kịch tính giữa U17 Sông Lam Nghệ An và U17 Viettel. Đội bóng đã giành quyền đi tiếp là U17 Viettel với chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng của Đặng Thanh Bình.